Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Thuần chay, con đường đến hòa bình, trích từ các bài giảng của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, phần 1 của 2 phần trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh và Trung Hoa. Thưa sư phụ, Ngài nói chiến tranh chủ yếu do việc ăn thịt. Thưa sư phụ, lý do như thế nào? Xin sư phụ khai thị. Bởi vì nghiệp quả, bởi vì luật nhân quả, người không được sát sinh. Chúng ta không nên giết hại chúng sinh khác. Nếu chúng ta sát sinh, thì nó sẽ trở ngược lại chúng ta. Chẳng hạn, trong nghiên cứu khoa học có nói, nếu quý vị ném gì đó vào không trung, quý vị đứng đó và ném gì đó vào trong không gian, sau một thời gian lâu, nó sẽ quay về quý vị. Điều này đã chứng minh luật nhân quả theo khoa học. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bất cứ gì quý vị đưa ra rốt cuộc sẽ trở lại với quý vị. Bởi vì dinh dưỡng chay, thuần chay tốt cho quý vị, thanh tịnh hóa linh hồn, hào quang quý vị, làm sạch sẽ bên trong, bên ngoài và bảo vệ quý vị. Điều đó không phải chỉ vì tôi, không phải vì giới luật, mà quý vị phải ăn chay, thuần chay. Đó là vì từ tâm đối với chúng sinh khác, như thú vật, mà quý vị nên trường chay, thuần chay, được không? Bởi vì nếu quý vị thương chó của quý vị, thí dụ, quý vị nuôi chó và mèo, quý vị sẽ không muốn giết để ăn. Như vậy, tại sao phân biệt giữa chó, mèo, chim nuôi với chim bên ngoài, mèo chó bên ngoài, hoặc những thú vật khác như gà, vịt, trâu, bò và đủ thứ như thế, hiểu ý tôi không? Cách quý vị thương chó, mèo và con cái của quý vị cũng có thể dùng để thương heo, bò. Đó là con đường tình thương. Cho nên, chỉ vì luật tình thương này, chúng ta sẽ không tin rằng Thượng Đế cho phép chúng ta giết thú vật để ăn. Đồng thời, trong Thánh Kinh, Thượng Đế đã nói rất rõ, ai bảo các ngươi giết những dê cái, trâu đực này để cúng dường cho ta, hãy ngừng tất cả việc sát hại sinh mạng vô tội bằng không. Khi các ngươi cầu ta, ta sẽ không nghe. Thượng Đế nói rất rõ, cho nên không cần hỏi tôi những câu căn bản thế này. Quý vị nên đọc thêm Thánh Kinh. Phải, bởi vì trong Thánh Kinh có vô số điều gợi ý. Không phải chỉ là gợi ý những câu rất rõ ràng, mà Thượng Đế bảo chúng ta đừng đụng đến thịt. Thịt cho bao tử và bao tử dùng cho thịt, và Thượng Đế sẽ hủy diệt cả thịt và chúng. Không phải vậy sao? Có nghĩa là đừng đụng đến thịt. Ngài cũng nói đừng gia nhập những người ăn thịt uống rượu. Không phải vậy sao? Dạ, như vậy rất rõ rồi. Thế giới chúng ta lẽ ra đã tốt hơn rất nhiều nếu người thế gian chấp nhận nhiều phát minh 100 năm trước, không phải chỉ bây giờ. Nhưng đôi khi con người ganh tị với nhau, ngay cả giữa các vị nhân khoa học gia, thương gia hoặc doanh nhân, người ta ganh tị với nhau và tạo nhiều rắc rối, đôi khi còn phá hủy tất cả những phát minh này. Có khi tiêu diệt cả người phát minh, đôi khi người ta che đậy, hoặc đôi khi làm sai sự thật, cho nên thế giới có ít hơn những gì vốn có. Quý vị biết không? Con người phải được dạy dỗ từ nhỏ đã như thế này. Trách nhiệm là gì? Chúng ta nên nhận lấy những trách nhiệm nào thuộc về mình. Con người đi học nhưng không học điều này. Người ta nói, nhìn kìa, chúng ta đốn cây, tại vì chúng ta cần này nhé, chúng ta đốn cây, đốn một cây, thì trồng hai cây. Dù sao, họ đốn quá nhiều cây, khiến khí hậu giờ đây khó mà sống nổi. Ở Hoa Kỳ bây giờ có nhiều người chết vào mùa hè vì quá nóng.
Họ vẫn chưa lưu ý lời cảnh báo. Họ vẫn tiếp tục đốn cây, làm mọi thứ gây hại cho môi sinh. Những hóa chất và mọi thứ, nếu quý vị chưa ngăn chặn được, không thể cùng một lúc. Nghe có vẻ tốt như mỗi khi đốn một cây, quý vị trồng hai cây. Nhưng cây quý vị đốn cần hàng trăm năm để cao lớn. Hai cây quý vị trồng cần hàng trăm năm nữa để có khả năng quân bình, không khí tốt lành mà cây cũ đã làm được. Nếu cả khu rừng Amazon đều bị đốn và họ trồng lại một khu rừng khác, thì chúng ta phải đợi vài trăm năm để cây cối mới mọc tới mức có khả năng tạo ra dưỡng khí và trung hòa chất độc trong không khí như cây trong rừng Amazon có thể làm. Không giống như quý vị đốn cây rồi trồng lại sẽ giống nhau. Kích thước có thể giống nhau, nhưng khả năng không giống nhau. Chỉ trừ vài thiên tài, chúng ta đều khôn ngoan hơn với tuổi đời. Kích thước có thể giống nhau, khuôn mặt trông giống nhau, nhưng trí huệ và kinh nghiệm không giống nhau. Tương tự, cây cần thời gian để có khả năng trung hòa chất độc trong không khí và tạo sự quân bình mà chúng ta cần để sinh tồn. Cho nên, con người làm nhiều việc trừ những nỗ lực tâm linh, chúng ta không làm được gì nhiều. Mình không thể ngăn tất cả người này đừng đốn cây và làm giàu cho bản thân họ bằng cái giá mà chúng ta và con cái chúng ta phải trả. Người ta nghĩ họ làm thương mại, tạo ra nhiều việc làm cho những người khác, nhưng đồng thời cũng gây hại rất nhiều và ảnh hưởng lâu dài cho địa cầu này. Vì họ tạo ra nhiều rác thải, đốn đi cây to, vốn là cứu tinh của địa cầu. Nếu cứ tiếp tục đốn như thế này, địa cầu có thể trở thành như hỏa tinh, sẽ sớm giống như hỏa tinh, chỉ toàn bụi, tháng khí và độc tố, không khí ô nhiễm. Và ô nhiễm rồi chúng ta không thể sống được. Quý vị nghĩ hỏa tinh trước đây ra sao? Có thể hỏa tinh trước đây giống như chúng ta, cho đến khi bị phá hủy, chúng ta làm hết sức mình và hy vọng thế giới sẽ học hỏi được. Hãy loan truyền bất cứ tài liệu nào quý vị có thể cho bất cứ ai mình biết, ít nhất một cách cụ thể. Đừng đốn cây nhiều quá. Quý vị đang giết chính mình, con cái và cháu chắt của mình. Dù bây giờ quý vị có rất nhiều tiền, cũng không thể mua lại đời sống của họ. Sau này khi họ bị ung thư và bị ốm đau, hay quý vị ốm đau, hoặc sức nóng sẽ giết chúng ta. Hãy loan truyền những gì quý vị biết. Các em nhỏ có làm được việc gì không? Các em có thể lên truyền hình và nói về những điều mình nghĩ. Có chương trình thiếu nhi, các em viết thư cho nhà sản xuất rằng mình có điều muốn nói. Hãy thử, họ có thể không nhận hoặc có thể họ nhận. Tất cả quý vị có thể thử. Quý vị nên nói về chuyện tâm linh và bảo vệ môi sinh. Có thể người ta lắng nghe trẻ em nhiều hơn. Trong đa số quốc gia công nghiệp, họ nhốt bò, rồi ép bò phải ăn nhiều hóa chất để tạo thêm sữa. Hoặc họ ép và cho thuốc vào hay gì đó để thúc đẩy bò cho ra nhiều sữa hơn. Và rồi kết quả là xương bò mẹ bị mục, khó nâng đỡ được thân hình. Rất nhiều bò, ruột của bò lộ ra, bao tử lộ ra. Đi đứng rất khó khăn bởi vì xương của họ quá yếu. Bò sản xuất quá nhiều sữa. Tôi không nghĩ chúng ta nên sinh tồn trên cái giá đau khổ của bất cứ ai, ngay cả đau khổ của một con bò. Tôi không thích cách vô nhân đạo của con người đối xử với bò. Họ cho quá nhiều chất hóa học vào cơ thể bò, cũng để làm cho bò to lớn hơn bình thường. Rất nặng nề cho loài bò. Đôi khi bị té ngã và bị bệnh, ruột gan lòi ra ngoài thân thể. Khi người ta muốn khâu lại, họ thậm chí không tiêm thuốc mê hay gì cả. Tôi không thích những lối đối xử với loài vật bất nhân và kém văn minh này. Một thú vật mang ích lợi cho nhân loại, rất hiền lành và tử tế. Like
Nhưng dường như Thượng Đế không muốn chúng ta ăn thịt động vật nữa. Con người hiện có bệnh bò điên và đủ vấn đề với gà. Mọi thứ đang xảy ra trong chợ bây giờ. Thật kinh khủng. Như ngày nay, người ta thậm chí không ăn thịt gà, thịt heo hoặc bất cứ gì tại nhiều quốc gia, kể cả Âu Châu và Hoa Kỳ, bởi vì quá nhiều độc tố. Có một số chất mới vô cùng nguy hiểm, khiến con người bị ung thư. Chất kích thích tố cũng rất khủng khiếp. Bây giờ họ còn cho chất này vào rau nữa. Họ còn cho kích thích tố vào bắp. Quý vị biết bây giờ kích thích tố ở khắp nơi để làm cho mập hơn, mùa màng bội thu hơn. Có thể tốt một thời gian để cứu thế giới khỏi nạn đói, nhưng ta không biết về lâu về dài có tốt hay không. Với đủ loại hóa chất nhân tạo, và bây giờ có hóa chất khắp nơi, không còn nhiều thứ tự nhiên nữa. Trong nhiều cộng đồng tâm linh, họ tự trồng thực phẩm hữu cơ, phải rồi, thực dưỡng hoặc bất cứ gì trồng hữu cơ. Bất cứ gì quý vị muốn làm cũng tốt, không có gì tuyệt đối. Trong đoàn thể chúng ta, chỉ là quý vị nên làm nếu muốn theo cách này. Bất cứ gì quý vị có thể thay đổi, cứ thay đổi. Thí dụ ăn thịt, quý vị có thể đổi, thì hãy đổi. Thí dụ vậy, và bỏ hút thuốc, quý vị có thể đổi nó. Bất cứ gì quý vị có thể đổi để cuộc đời mình tốt hơn thì cứ đổi. Thiền định, nếu có thể, tọa thiền 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Việc đó tốt cho quý vị, bất cứ gì quý vị có thể thay đổi thì cứ thay đổi, được không? Đúng thật là các khoa học gia đã chứng minh rằng hâm nóng toàn cầu đã tăng nhanh không phải từ lý do thiên nhiên, mà từ hoạt động liên hệ con người. Nguyên nhân của điều này là chúng ta đã quên bản tánh cao thượng, bản lai diện mục thiên nhiên, Phật tánh của mình. Do đó, chúng ta phải trở về một lối sống đạo đức. Hiện giờ có vô số tài liệu sẵn sàng giúp thông tin đến đại chúng. Bởi vì người ta không được thông tin đầy đủ, không phải chỉ vì tham lam hoặc đầu óc xấu xa. Chỉ vì thiếu tài liệu đã khiến con người không biết được những hậu quả của việc chúng ta đang làm. Bây giờ là lúc chúng ta phải thông tin cho người ta, và chúng ta phải thông tin nhanh chóng cho họ, và phải xoay ngược chiều hướng này cho mau, để thế giới được duy trì cho con cái mình ở. Chúng ta phải ngừng sử dụng sản phẩm động vật. Bây giờ chúng ta biết đó là nguyên nhân chính gây ra hâm nóng toàn cầu. Trả lời câu hỏi của ông về tham lam và hành động sai lầm, tôi đã đề cập rằng quả thật là một phần của khủng hoảng kinh tế toàn cầu là một kết quả của sự sản xuất thái quá và quá chú trọng vào lợi nhuận. Cái gọi là lợi nhuận này có thể bao gồm những việc như lấy ngũ cốc, nuôi gia súc, thay vì nuôi trực tiếp người đói trên thế giới. Sự chú trọng như vậy có thể dẫn đến lòng tham. Tuy nhiên, người ta đã bị thông tin sai lầm. Người sống cách này thật sự không vui vẻ, cho dù họ không biết tại sao, cho dù họ không được thông tin chính xác, nhưng họ không vui trong lòng. Rất thường xuyên, thật vậy, họ không ý thức được sự tai hại mà hoạt động lấy thịt này gây ra. Cho nên, ngay cả nghiên cứu khoa học cũng tiết lộ rằng, chỉ qua sự phân phát và chia sẻ chúng ta đạt sự viên mãn của an bình nội tại. Chỉ sống hòa bình, chúng ta mới có thể hưởng sự an bình. Nên để được cứu thoát khỏi thiên tai thời hiện đại này, chúng ta, toàn thể nhân loại, phải bắt đầu quan tâm đến người khác nhiều hơn. Đây là lời nhắc nhở về đạo đức. Đó thật sự là điều quan trọng nhất. Bởi vì áp dụng lối sống ăn trần chay thuần chay là cách duy nhất thật sự để bảo tồn bất kỳ thế giới nào, không phải chỉ thế giới này. Giáo lý của Đức Phật không bao giờ sai. Giáo lý của Chúa Giê-xu cũng không bao giờ sai. Chúng ta phải có lòng từ bi. Khái niệm nhân quả hoặc theo thuật ngữ Tây Phương là hậu quả của hành động của mình. Gieo nhân nào gặt quả đó.
trong Thánh Kinh không phải khái niệm của riêng Phật giáo hoặc Thiên Chúa giáo, đó là danh từ hợp lý. Có nghĩa là trong mỗi hành động có một hậu quả. Luật nhân quả, nghĩa là nguyên nhân và hậu quả rất chính xác, cho nên chúng ta phải ngưng giết hại chúng sinh khác, và kết quả là mạng sống của mình sẽ được tha. Bằng cách ăn chay thuần chay, tâm thức của con người được nâng lên một đẳng cấp cao hơn, tịnh hóa và nâng chúng ta trở lại bản lai diện mục và cao thượng lần nữa. Khi chúng ta gieo hạt giống từ bi, thì sẽ gặt hái tình thương và sự an bình đến với mình. Do đó, để giảm nhân quả xấu, chúng ta phải đảo ngược hành động của mình và tạo nhân quả lành bằng cách trở thành hiền đức, tử tế và khoan dung. Rồi mọi phẩm chất này sẽ trở về chúng ta gấp bội. Chúng ta sẽ được khoan hồng từ thiên đàng và có thể duy trì địa cầu quý giá này và mạng sống của mình. Hãy ngừng chăn nuôi. Như chúng ta hiện đã biết, và gây giống thú vật là nguyên nhân hàng đầu tàn phá địa cầu, và thậm chí sức khỏe con người, và cùng ảnh hưởng tai hại đến môi sinh nữa. Nó sẽ phá hủy thế giới nếu chúng ta không ngừng ăn và sản xuất thịt và sản phẩm động vật. Chăn nuôi và sản xuất thịt đã được các khoa học gia khám phá là thải nhiều khí nhà kính hơn mọi lĩnh vực giao thông cộng lại. Khí mê tan là một trong những khí chính bị thải ra, khiến cho nhiệt bị giữ lại trong khí quyển 72 lần nhiều hơn tháng khí. Tuy nhiên, khí mê tan cũng biến mất nhanh hơn tháng khí rất nhiều. Cho nên, nếu ngừng ăn thịt, chúng ta ngừng sản xuất sản phẩm động vật, thì địa cầu có thể sẽ nguội xuống hầu như tức thời. Điều này cũng rất hợp lý, theo cách khoa học. Thậm chí không cần nói đến vấn đề đạo đức, cho nên trường chay thuần chay là giải pháp nhanh nhất, dễ nhất và hữu hiệu nhất cho một địa cầu có sự sống bền vững. Nhiều người có khái niệm sai lầm rằng người tu hành có mục đích vị kỷ, chỉ lo cho chính mình giải thoát khỏi đau khổ và không để ý người khác hoặc những người xuất gia rất ích kỷ, trốn tránh xã hội để ẩn tu. Cũng có một số người tu hành như vậy. Nhưng lý tưởng chân chính của sự xuất gia hay tu hành là để cứu độ toàn thế giới. Chúng tôi không dám nói toàn vũ trụ. Nhưng thế giới và vũ trụ là một thể, cả hai không thể chia cách. Mỗi một người là một phần của vũ trụ. Địa cầu của chúng ta là một phần của vũ trụ. Giống như cặp mắt là một phần của thân thể. Dĩ nhiên, dạ dày và ruột bên trong rất xấu và hôi, nhưng cũng là một phần của cơ thể. Nếu không có nội tạng nào, chúng ta không thể hoạt động. Cơ thể sẽ bị hư hoại, không thể hoạt động hoặc di chuyển. Cũng vậy, mỗi người, mỗi chúng sinh, mỗi ngọn cỏ đều liên kết với mọi vật thể khác trong vũ trụ. Người tu hành chúng ta không phải tu cho bản thân. Tại sao chúng ta phải tu hành?
không phải trốn chạy, không phải riêng chúng ta được thoát khỏi đau khổ, nhưng thật sự để thay đổi thế giới, biến nơi đây thành tốt hơn và thoải mái hơn, để mọi người có thể cùng sống hạnh phúc thay vì hận thù sát hại hoặc lạm dụng nhau. Chúng ta có thể nói, điều đó không liên quan đến tôi. Tôi không lạm dụng ai cả, chỉ lo công việc của tôi và kiếm tiền cho riêng tôi. Tôi chưa hề kiểm soát ai, tôi chỉ là người vô danh, điều này không sao. Nếu tôi không tu hành, tôi không bao giờ hại ai. Với chúng ta, nói vậy thì dễ, nhưng sự thật là chúng ta không nhận biết sức ảnh hưởng của mình. Mọi việc không đơn giản như vậy. Vì đa số người không tu hành, tâm trí của chúng ta thật sự rối loạn. Đôi khi có sự tham lam, đôi khi giận dữ, đôi khi si mê, đôi khi hận thù, đôi khi có oán ghét. Chúng ta có thể muốn giết người hoặc trộm cướp, đôi khi chúng ta có thể muốn tranh đua. Những tư tưởng này sẽ phát ra năng lực. Hiểu ý ta không? Tư tưởng tạo hào quang trong hình thể từ trường xấu lưu lại trong không khí. Quanh chúng ta, trong quốc gia, trong gia đình. Dĩ nhiên, những người sống trong từ trường xấu đó sẽ cảm thấy đau khổ. Quý vị có gây gổ với người bạn đời không? Quý vị đôi khi có tranh cãi. Có, quý vị có hả? Sau khi tranh cãi, nửa giờ hoặc một giờ, hoặc vài ngày, từ trường trong nhà quý vị ra sao? Có tốt không? Không. Khi bước vào nhà hoặc ngay cả khi ở bên ngoài, quý vị có thể ngửi được. Sau khi gây gỗ mỗi người quý vị đi làm, cô ta đến văn phòng, còn quý vị lái xe taxi có lẽ như vậy. Nhưng trong lòng vẫn còn buồn. Do gây gỗ hoặc tranh luận, không phải vậy sao? Thật sự không thoải mái, quý vị có thể đánh người. Bởi vì mình đang suy nghĩ, tại sao cô vợ lúc nãy quá hung dữ, hoặc tại sao ông chàng quá vô lý, rồi không thể làm việc thoải mái và trôi chảy. Có phải điều này xảy ra vậy? Quý vị cứ làm sai trong công việc, trí óc vẫn nghĩ ngợi về cuộc tranh cãi, quý vị không thể tập trung, bị kéo trở lại cuộc tranh cãi. Không thể tập trung lái xe, nên quý vị có thể đụng ai đó do sự gây gỗ. Đôi khi chúng ta cần có quyết định quan trọng cho công ty hay cho công việc của mình bị ảnh hưởng bởi tranh cãi. Gần đây, trong gia đình, quý vị không thể quyết định hoặc thực hiện chính xác. Không phải vậy sao? Phải không? Đúng vậy. Tương tự, trên thế giới này, chúng ta có nhiều xung đột, không những với người phó ngẫu, mà với công ty, bạn đồng nghiệp, những người ngoài đời và người trong gia đình. Chúng ta có nhiều xung đột và vấn đề mỗi ngày. Đôi khi chúng ta không muốn giận dữ hoặc nuôi dưỡng sân hận và thù địch. Tuy nhiên, do bối cảnh khác nhau và ảnh hưởng bên ngoài, thù địch và giận dữ sẽ nảy nở trong chúng ta, rồi chúng ta nghĩ cách hại người. Địa cầu chúng ta đầy tư tưởng như vậy trong mỗi chúng ta. Vì vậy, thế giới không hòa bình. Vì chúng ta không kiểm soát thân khẩu ý mỗi ngày, không chế ngự ham muốn, tham sân si, bầu từ trường của địa cầu trở nên quá ngợp thở và quá khó chịu. Chúng ta tu hành để thay đổi bầu từ trường này. Sau khi tìm thấy niềm hỷ lạc nội tại, ảnh hưởng bên ngoài ít tác động đến mình, chúng ta không muốn tranh cãi, thấy dễ nói chuyện với người khác,
quý trọng ưu điểm của người ta và dễ xem nhẹ khuyết điểm của họ, tâm chúng ta sẽ trở nên tĩnh lặng hơn và sẽ phát ra từ trường hiền hòa. Chúng ta sẽ mãn nguyện mỗi ngày và không bao giờ giận dữ, từ trường được tịnh hóa và thay đổi. Nếu bầu từ trường quá tốt, quý vị có thể tưởng tượng địa cầu sẽ trở nên ra sao? Một nơi tốt hơn để sống, phải không? Đúng vậy. Nhiều người nói với tôi, họ cảm thấy thích sống trên thế giới này và không muốn cùng tôi đi lên Phật Quốc hoặc lên thiên đàng với Chúa Giêsu. Cũng không sao, tôi cũng đồng ý. Nếu quý vị muốn sống trên địa cầu này, tôi cũng chấp thuận. Địa cầu chúng ta rất đẹp. Dù có đấng tạo hóa hay thượng đế hay không, quý vị nên biết rằng cần hàng tỷ tỷ năm để tạo địa cầu này thành một thế giới mỹ miều chúng ta đang cư ngụ. Cần có vô số chu kỳ vũ trụ và mỗi chu kỳ là hàng tỷ năm để lực lượng nguyên thủy bắt đầu khởi động rồi cô động lại thành địa cầu xinh đẹp như chúng ta có hiện giờ. Nếu chúng ta không giữ gìn trân quý và yêu thương nơi đây thì thật đáng tiếc. Nếu sau này có người thả một quả bom nguyên tử, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Thật đáng tiếc phải không? Mặc dù tất cả chúng ta sợ chiến tranh, tai họa, bom nguyên tử và thiên tai, nhưng không ai cố gắng chỉnh sửa. Chúng ta nên thay đổi tấm lòng từ bên trong, rồi chiến tranh và thiên tai sẽ tự động biến mất, vì bầu từ trường khó chịu do chính chúng ta tạo ra. Nếu không gây gổ với chồng hoặc vợ, bầu từ trường trong gia đình ngày hôm đó sẽ không trở nên quá khó chịu. Chúng ta tạo ra từ trường đó. Cả hai, dù ai có lỗi tạo ra bầu từ trường này. Có một câu nói rất thông thái của Trung Hoa: thế giới vốn vô sự, phiền não là do tâm tạo. Tôi đồng ý. Nếu chúng ta không muốn lên thiên đàng hoặc Phật Quốc hoặc thành Phật cũng không sao, chúng ta bám víu vào địa cầu, muốn sống ở đây, bảo vệ địa cầu này và tạo ra thế hệ tương lai tiếp tục nòi giống của mình. Điều đó cũng tốt. Ý kiến này cũng không tệ. Vấn đề là chúng ta không bảo tồn địa cầu này cho các thế hệ về sau. Những người sẽ phải sống trong bầu từ trường đau khổ. Điều đó quá buồn cho họ. Họ chưa sinh ra đời. Chúng ta không nên để lại một gia tài không tốt như vậy cho họ, hiểu ý tôi không? Sau khi qua đời, chúng ta đều muốn để lại gia tài tốt nhất cho con cháu, rất nhiều tài sản, nhà cửa tốt đẹp và kinh doanh có lợi. Nhưng chúng ta không để lại điều quan trọng nhất. Đó là bầu từ trường rất trong sạch và nhân từ. Việc này quan trọng hơn cho con cái, nhưng chúng ta không nghĩ đến điều này. Địa cầu đã trở thành một nơi rất kinh hoàng. Thiên nhân thật sự rất sợ và không dám xuống trần. Không phải họ sợ chết, nhưng sẽ không ích lợi gì để họ xuống đây. Chúng ta có thể hiểu lầm và giết họ. Chỉ là phí thời giờ và không có nhiều tác dụng. Dù vậy, đời đời kiếp kiếp, Phật Bồ Tát, thiên nhân, con Thượng Đế vẫn đến để liên lạc với chúng ta. Dù rằng rất khó cầu thông với chúng ta, họ vẫn cố gắng tối đa để làm vậy. Họ đến trong mọi thời đại, nhưng đa số họ bị chúng ta từ chối, hoài nghi, tấn công,
và làm thương tổn. Nhưng bởi vì ái lực của Thượng Đế hoặc Phật thì không thể hiểu và không thể đo lường bất kể mọi điều chúng ta đã làm đối với họ. Họ vẫn muốn cố gắng. Nếu có con, cho dù con cái hư ra sao cũng vẫn là con của mình, chúng ta vẫn thương yêu. Ngày hôm sau chúng ta sẽ quên và tha thứ con cái, lại còn mua kẹo, bánh ngọt và các món ngon cho các con ăn. Chúng ta sẽ đưa các con đi xem phim, chơi đùa hoặc đến công viên. Chúng ta quên là các con vừa náo loạn và hư hỏng ngày hôm trước. Tình thương của Thượng Đế còn gấp tỷ tỷ lần lớn hơn tình thương của cha mẹ, bao la vô tận. Nhưng chúng ta không thể luôn dựa vào tình thương của Thượng Đế và quên đi lực lượng vĩ đại của mình, quên quyết định của mình có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới và cả vũ trụ. Chúng ta cũng là vĩ nhân. Hãy thử tưởng tượng, nếu toàn nhân loại chọn hòa bình và tình thương thay vì chiến tranh, thế giới sẽ khác biệt. Cho nên chúng ta thật sự là chúng sinh vĩ đại. Loài người chúng ta thật sự nguy hiểm, thật sự rất vĩ đại, nhưng cũng thật nguy hiểm. Quyết định của chúng ta có thể ảnh hưởng vũ trụ, toàn thế giới. Nếu nói chúng ta ảnh hưởng cả thế giới thì thật đúng. Thí dụ, nếu hai hoặc ba quốc gia lớn giao chiến với nhau, các quốc gia nhỏ cũng không thể có hòa bình, không phải vì sao? Cho dù họ không đánh nhau ở đây, bom nguyên tử cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta, ảnh hưởng nền kinh tế, ảnh hưởng giao thông, hàng không, hàng hải, đường bộ, phải không? Những quốc gia đó có liên hệ với chúng ta. Nếu họ bị chiến tranh và nghèo đói làm ảnh hưởng, họ không thể đến đây. Quốc gia chúng ta và mọi quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, chúng ta không thể nói rằng mỗi quốc gia là tự lực. Không, toàn thế giới liên hệ với nhau. Chúng ta không nên quên rằng mình sống trong cùng một thế giới. Quốc gia chúng ta không phải xứ sở duy nhất trên thế giới. Một số quốc gia dường như đã quên hoặc chọn không muốn nhớ, và vì thế chiến tranh xảy ra. Do đó tôi nói tu hành rất quan trọng. Nếu có tu hành, chúng ta sẽ không nghĩ hại người khác. Người tu hành thật sự là gì? Người tu hành hiểu biết tự tánh của họ và tin rằng lực lượng của đấng tạo hóa thương yêu chăm sóc vạn vật trong vũ trụ. Chúng ta nên tin điều này. Mỗi ngày, người tu hành chúng ta nên kiểm soát thân khẩu ý về bất cứ việc gì không nhân từ. Chúng ta nên quan tâm đến đời sống, cảm giác và tài sản của người khác. Như vậy, chúng ta là người chân tu. Cho đến nay, thế giới của chúng ta vẫn còn thật tốt để sống. Dĩ nhiên chúng ta quý thế giới này. Địa cầu này rất khó tạo ra. Vì vậy chúng ta nên trân quý, thương yêu và bảo vệ. Đúng vậy. Tuy nhiên, phương cách chúng ta bảo vệ địa cầu hiện nay là sai lầm. Nếu mỗi quốc gia và mỗi gia đình chỉ chăm sóc cho mình và không quan tâm đến người khác, tôi e rằng địa cầu sẽ trở nên xấu đi và bị lạm dụng đến khi kiệt quệ, không thể cung cấp thêm tài nguyên mới cho chúng ta, bởi vì chúng ta tiêu thụ quá nhanh, mọi thứ không thể mọc đủ nhanh để chúng ta dùng. Do đó chúng ta thấy nhiều quốc gia nghèo khổ vì chiến tranh, nạn đói hoặc đủ thứ khác nữa. Một số quốc gia có quá nhiều, một số không có đủ. Và rồi những quốc gia không có đủ muốn trộm cướp những quốc gia quá giàu dạo. Do đó, châm ngòi cho nhiều tai họa và chiến tranh.
Nếu mọi người tu hành Pháp Quán Âm như các đồng tu chúng ta, thì những điều này sẽ không xảy ra. Tòa thiền 2 tiếng rưỡi mỗi ngày, trí óc họ được an bình. Mỗi ngày họ câu thông với lực lượng vĩ đại nhất của vũ trụ, nhận ân điển, hướng dẫn và tình thương nhân từ, rồi họ để lực lượng này rửa sạch nghiệp quả của họ. Do đó họ trở nên điềm đạm và tốt hơn. Họ phải giữ ngũ giới, không giết bất cứ chúng sinh nào hoặc gây phương hại chúng sinh khác. Không những họ tránh sát sanh mà còn tránh làm hại tất cả chúng sinh, kể cả thú vật và cây cỏ. Bằng cách giữ giới luật nghiêm túc, dĩ nhiên họ không hại quý vị. Họ biết rõ làm sao giữ giới không trộm cắp. Họ có minh sư chỉ dạy họ tại sao trộm cắp không tốt. Họ hiểu điều đó rõ ràng bởi vì họ đã tìm thấy đại trí huệ của họ bên trong, cho nên họ hiểu sâu sắc và minh bạch. Họ không chỉ nói tôi giữ giới luật nên tôi không sát sinh, trộm cắp, nói dối hoặc uống rượu, như vậy đủ rồi. Không đủ. Họ có trí huệ nội tại và khai ngộ, cho nên họ thật sự hiểu biết rằng họ không nên làm gì và họ nên làm gì. Đa số người muốn giữ giới luật nhưng họ thất bại. Họ muốn làm điều thiện nhưng họ thất bại bởi vì họ không muốn thật sự hiểu biết lợi ích của làm việc thiện là gì và hậu quả của làm việc xấu là gì và ảnh hưởng của nó đối với mình và người khác. Họ không thật sự hiểu chính xác. Chỉ có người khai ngộ mới thật sự hiểu biết giới luật. Chỉ có các đồng tu Pháp Quán Âm giữ giới luật và không hại hoặc sát sinh bất cứ ai, nhưng cứu mạng sống và giúp đỡ người khác, họ là người ăn chay để bảo vệ đời sống của thú vật. Họ thậm chí bảo vệ thú vật huống chi cho con người. Nếu họ có thể giữ những giới luật này, dĩ nhiên họ sẽ không gây chiến tranh hoặc xâm lăng quốc gia hay tài sản của người khác, và họ không hại đời sống của người khác. Họ cũng không trộm cắp. Họ biết tài sản của họ quý giá thế nào và họ hài lòng với nó. Họ không tham lam. Tuy nhiên điều này nói nghe dễ hơn là thực hiện. Mọi người phải thật sự khai ngộ để làm điều này. Chúng ta muốn có một thế giới hòa bình và chúng ta đều nói muốn có hòa bình và tình thương. Vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu bây giờ. Hãy để hòa bình bắt đầu từ đĩa ăn của mình. Hãy để tình thương bắt đầu với sự chọn lựa của mình. Đó là điều tôi nghĩ. Tất cả những lợi ích của trường chay thuần chay không thể nào nói hết. Bây giờ còn có khía cạnh tâm linh nữa. Khi một người tham gia vào sự sát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp bất cứ chúng sinh nào, dù là người hay thú vật, người đó đi vào vòng thù hận và bạo lực, và nó chỉ sẽ chấm dứt khi người đó ngừng lại. Do đó chúng ta phải thương kẻ thù của mình, bởi vì chỉ có tình thương và sự tha thứ mới có lực lượng để phá vỡ ảnh hưởng phủ định của hận thù. Nhưng tất cả các vị minh sư và thánh nhân khai ngộ trong quá khứ đã nói về điều này rồi. Chính tôi cũng đã nói về điều này nhiều năm. Bây giờ, có lẽ tôi sẽ chỉ nhắc đến những sự kiện khoa học rằng việc ăn thịt gây ra quá nhiều đau khổ, không những cho thú vật, mà còn cho những người ăn thịt. Nếu ai quan tâm, hãy truy cập vào suprememastertv.com hoặc xem truyền hình vô thường xuyên. Họ sẽ có tất cả chứng minh về tính chất độc hại của việc ăn thịt. Có lẽ người ta sẽ hiểu rõ hơn với tài liệu này. Phải. Khi chúng ta có lòng từ bi với thú vật, đó là chúng ta có tình thương với chính mình, vì chúng ta tránh chất béo, chất cholesterol, và theo cái lý khi ăn thịt thú vật, cuối cùng,
thú vật có lời nói cuối. Bởi vì những vấn đề liên quan đến bệnh tật đều việc ăn thịt. Cho nên, khi chúng ta tốt với thú vật, đó là tử tế với chính mình, với cơ thể của mình. Đúng, đúng. Chúng tôi đã tóm tắt một số bệnh tật gây chết người nhiều nhất do việc ăn thịt gây ra. Và nếu không ngừng ăn thịt, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc mãi mãi để trả tiền những hóa đơn y tế và làm hại chính mình. Thật vô lý phải không? Không nghĩa lý gì lại tự đầu độc mình và rồi làm việc rất cực nhọc để mua thuốc độc và nấu thuốc độc, ăn thuốc độc, rồi phải đi gặp bác sĩ. Phải trải qua biết bao đau khổ, giải phẫu, quan tuyến, bất cứ gì, hồi phục, và còn trả tiền cho việc đó nữa. Việc ăn thịt có vẻ vô lý đối với tôi. Ngoài ra, như quý vị nói, bởi vì chúng ta có lòng từ bi dành cho thú vật, cũng có nghĩa là có lòng từ bi với chính mình. Thật ra chúng ta thậm chí không cần tất cả sự kiện khoa học này, nhưng nó giúp ích. Bằng không, bất cứ gì chúng ta làm đều trở ngược lại về mình, gieo nhân gì gặt quả đó. Thánh Kinh nói thế. Bất bạo lực là một lối sống. Ngài khuyên thế nào để khuyến khích mọi người thi hành bất bạo lực trong thân, khẩu và ý? Tôi có khuyên. Tôi lúc nào cũng khuyến khích điều đó. Như quý vị nói, đó nên là một lối sống. Nhưng chúng ta đang tiến đến đó. Cảm ơn những người như quý vị truyền tin và thông tin đến thính giả. Vâng, một giáo lý rất cổ điển, không những ở phương Đông mà còn ở phương Tây. Hãy yêu thương láng giềng như yêu thương chính mình, bất bạo lực trong thân khẩu ý. Tôi thích cách thức Đông Phương nhấn mạnh nhiều hơn về cách suy nghĩ và những gì được nói trước khi hành động. Rằng mọi hành động đều phát ra từ ý nghĩ, niềm tin của chúng ta, và đó là cội rễ của mọi hành động của mình. Từ thuở khai thiên lập địa, bất bạo lực luôn được nhấn mạnh là cách sống, là đường lối chúng ta nên sống nếu chúng ta thật sự muốn có thiên đàng tại thế. Tôi hy vọng không lâu mọi người sẽ nhận thức điều đó, và chúng ta thật sự sẽ có vườn địa đàng lần nữa. Gần đây, tôi cũng phần nào cảm thấy phấn khởi rằng những loại ý tưởng này đang trở nên thịnh hành hơn. Vì đỉnh băng tan chảy, tôi nghĩ càng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng hành động của chúng ta gây ảnh hưởng đến địa cầu, sự lựa chọn lối sống và dinh dưỡng của chúng ta. Tôi nghĩ tôi đang cảm nhận được nhiều sự tiếp nhận hơn trong những ngày gần đây về sự thay đổi khẳng định vào chiều hướng tâm linh. Đúng vậy, thưa ông Bin, đúng thế. Tôi cũng thấy sự thay đổi đó đang đến giờ đây ngày càng nhiều. Cảm tạ Thượng Đế, vừa đúng lúc. Phải, tôi hy vọng. Đây là lúc cao điểm. Cần phải nhanh hơn, nhưng chúng ta nên nhẫn nại, phải không? Muộn còn hơn không, như người ta thường nói. Phải, đúng thật. Dù sao, với khủng hoảng hiện thời chúng ta đang đối diện lúc này, tôi nghĩ tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ phải ưu tiên hóa việc cứu địa cầu. Và cũng tốt là chúng ta có mục tiêu chung này để tất cả nhà lãnh đạo có thể hầu như thống nhất với nhau để chống lại kẻ thù tệ nhất, nạn hàm nóng toàn cầu. Do đó, tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ có hòa bình, và đa số người sẽ chuyển sang một lối sống cao thượng hơn, ăn trường chay, càng hòa bình và thống nhất, và có hòa hợp với nhau hơn. Tôi có cảm giác như vậy, và tôi hy vọng đó là cảm giác thật.